Wi-Fi 7 chính thức ra mắt, nhanh gấp 5 lần so với Wi-Fi 6E. Tuần vừa qua, Liên minh Wi-Fi Alliance đã chính thức công bố chuẩn Wi-Fi 7. Thế hệ Wi-Fi mới này hứa hẹn mang đến tốc độ truyền tải cao hơn đáng kể, độ trễ thấp hơn, hứa hẹn phù hợp với các thiết bị thực tế ảo phức tạp và trải nghiệm stream nội dung 8K mượt mà. Cải tiến vượt trội đầu tiên của Wi-Fi 7 đương nhiên chính là tốc độ. Ở Wi-Fi 6E, tốc độ truyền tải tối đa đạt khoảng 9,6 Gigabit per second, trong khi Wi-Fi 7 lên đến 46 Gigabit per second, tức là gấp 5 lần thế hệ hiện tại. Với tốc độ đó thì bạn up, down các file dữ liệu sẽ chỉ mất vài giây, rất nhanh. Wi-Fi 7 vẫn bao gồm 3 băng tần 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz như Wi-Fi 6E. Tuy nhiên, Wi-Fi 7 hoạt động trên các kênh 320 MHz, rộng hơn nhiều so với thế hệ trước, kết hợp với băng tần 6 GHz. Điều này sẽ giảm đáng kể nhiễu sóng và tắc nghẽn tín hiệu. Công nghệ Wi-Fi 7 cho phép thiết bị truyền và nhận dữ liệu đồng thời trên nhiều liên kết tần số khác nhau, góp phần tăng tốc độ và giảm độ trễ. Công nghệ 4K QAM giúp truyền tải nhiều dữ liệu hơn trong thời gian ngắn hơn, tối ưu hơn so với Wi-Fi 6E chỉ là 1024 QAM, đặc biệt cần thiết cho các ứng dụng như stream trực tiếp vượt chuẩn 4K. Bên cạnh đó thì cải tiến này còn mang lại lợi ích cho game online và các thiết bị AR, VR với nội dung 3D vốn đòi hỏi băng thông lớn hơn đáng kể so với nội dung thông thường. Bạn có thể chơi game cấu hình nặng, livestream ở mọi nơi trong nhà mà không lo về vấn đề rớt khỏi mạng. Hiện tại ở Việt Nam vẫn chỉ cho phép sử dụng băng tần 2.4 GHz và 5 GHz nên sẽ phải mất một thời gian khá dài nữa Wi-Fi 7 mới trở nên phổ biến sử dụng ở khắp nơi. Theo thông tin mới nhất thì các mẫu điện thoại sắp ra mắt của Samsung là S24 Ultra và S24 Plus sẽ hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7 và thế hệ iPhone 16 của Apple cũng vậy. Trong tương lai gần thì chúng ta sẽ được chứng kiến màn ra mắt của hàng loạt các thiết bị đầu cuối hỗ trợ chuẩn Wi-Fi mới này. Follow CNTT Shop để cập nhật thêm các thông tin hữu ích về công nghệ các bạn nhé!